Và sư cho con hỏi sự khác nhau giữa các vị Phật có trí tuệ nổi bật, đức tin nổi bật và tinh tấn nổi bật. Sự giác ngộ và giáo lý của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc có gì khác nhau không? Xin thưa là không. Không có sự khác nhau về trí tuệ, điều đó là không có. Ngay cả hệ thống giáo lý cũng không có khác nhau. Các ngài cũng chỉ nói về khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Chỉ có sự khác nhau á, là khác nhau về tuổi thọ, khác nhau về hình tướng, tức là cái chiều cao, vân vân, và khác nhau về cái hào quang, khác nhau về lượng đồ chúng. Còn nói về trí tuệ là không có khác nhau.